Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ ba, 19 tây tháng 1 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên là bản tin từ Hungary. Hungary đã bắt đầu có những cái sắc lệnh và cấm vận, trừng phạt những cái công ty mạng xã hội nào mà có cái hành động được xem là đàn áp đối với quyền tự do ngôn luận. Bộ trưởng Tư pháp của Hungary là bà Judit Varga cho biết ngày hôm thứ Hai là bà đã đệ đơn và đã nộp một cái bản proposal, tức một bản kế hoạch thư, trong đó sẽ trừng phạt tất cả những công ty mạng xã hội nào mà bà gọi là đã có một cái hệ thống đàn áp đối với lại quyền tự do ngôn luận. Vì bộ trưởng này cho biết bà đã gặp gỡ với lại các cơ quan và các cái tổ chức bất vụ lợi trong tuần này để thảo luận về cái án trừng phạt mà bà mô tả rằng rất là thiếu công bằng, những cái hành động thương mại thiếu công bằng, trong đó là ngăn cản cái quyền tự do ngôn luận. Và giữa lúc mà đang có sự chỉ trích, nhiều chính quyền trên thế giới đã bắt đầu có những cái hành động nhắm vào các công ty mạng xã hội, trong đó điển hình là Facebook là một trong những công ty bị nêu tên đầu tiên. Thủ tướng Viktor Orbán đã lên tiếng và nói rằng Hungary sẽ là một trong những quốc gia đi đầu trong cái việc mà giới hạn lại cái quyền của tất cả các cái công ty mạng xã hội, đặc biệt là quyền kiểm soát nội dung của những công ty mạng xã hội này, có thể dẫn tới sự đàn áp và bịt miệng về vấn đề tự do ngôn luận. Và được xem là một thủ tướng của cánh hữu, Hungary được xem là quốc gia thứ hai nằm ở Âu Châu đã bắt đầu có những chính sách gay gắt hơn đối với các công ty mạng xã hội. Quốc gia đầu tiên là Ba Lan. Ba Lan sẽ trừng phạt cả $1 triệu đối với công ty mạng xã hội nào mà có hành động được xem là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Và bây giờ tới Hungary là quốc gia thứ hai. Trước đây thì tổng thống của Mexico là ông Obrador cũng đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ có những cái lời phát biểu mạnh mẽ và một bản kế hoạch với các quốc gia và vận động các quốc gia để giới hạn các cái quyền lực của các công ty Big Tech mà ông cho rằng đang đe dọa tới quyền tự do ngôn luận của người dân trên thế giới. Và trong cuộc họp G20 sắp tới của năm 2021, ông sẽ đưa đệ trình tất cả bản kế hoạch này cho các quốc gia nằm trong khối G20 để kiểm soát lại tất cả những công ty mạng xã hội. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó thì Âu Châu cho biết là hãng Boeing và cái chiếc Boeing 737 Max đã có thể quay trở lại phục vụ sau một thời gian bị đình chỉ. Hệ thống hàng không của Âu Châu cho biết rằng là họ đã kiểm tra sạch sẽ tất cả các cái loại máy bay 737 Max và có thể quay trở lại phục vụ trong tuần tới. Và đây là một cái bước lớn để cho công ty này có thể quay trở lại sau hai cái cuộc tai nạn mà gây chết người đã diễn ra trước đây. Việc mà đưa ra quyết định sau cùng này nhằm thay đổi và yêu cầu tất cả các cái phi công phải được huấn luyện cẩn thận. Liên hiệp Âu Châu và cái cơ quan quản trị hàng không của họ cho biết rằng là các cái chiếc máy bay 737 Max của Boeing có thể quay trở lại bầu trời của Âu Châu. Và đây là lời xác nhận của giám đốc điều hành của cái khu vực hàng không dân sự của Âu Châu có tên là Patrick Ky đã đưa ra ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi biết đã xảy ra trong cái tai nạn của chiếc Max, ông Kyle cho biết, và chúng tôi tự tin rằng vấn đề an toàn đã được thực thi. Các công ty airline của Hoa Kỳ và Brazil cũng đã bắt đầu tái lập lại các chuyến bay thương mại với cái loại máy bay 737 Max này hồi năm ngoái, sau khi mà cho rằng là cái hãng máy bay này đã có những cái biện pháp được xem là an toàn sau cái tai nạn trước đây. Trong đó thì một số quốc gia khác vẫn còn đang e ngại về tình trạng an toàn của chiếc Max 737. Trong khi đó thì các loại máy bay của Trung Quốc và của Á Châu cũng đã bắt đầu xét lại cái việc mà cái tính chất an toàn của cái loại máy bay 737 Max để có thể quay trở lại bình thường. Ông Kyle cho biết trong tháng 10, ông đã làm việc với công ty Boeing và trong đó là đã xác nhận lại tất cả những cái nguyên nhân dẫn tới tai nạn từng khiến cho 346 người bị thiệt mạng. Thứ nhất là cái máy bay đầu tiên là cái máy bay của hãng Ethiopia đã bị rớt, và trong đó thì nó đã rớt vào ngày tháng 3 năm 2019. Đây là một trong những cái tai nạn được xem là thảm kịch trên thế giới, và ngay sau đó tất cả các chiếc 737 MAX trên toàn thế giới đã không thể cất cánh được sau khi mà phát hiện ra những cái lỗi nằm trong cái nhu liệu điều khiển của chiếc MAX 737. Và bây giờ thì chiếc này đã được quay trở lại và phục vụ cho công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, một ngày trước khi Tổng thống Trump phải giao quyền theo hiến pháp thì Tổng thống đã ký hàng loạt các cái sắc lệnh. Và một trong những sắc lệnh đầu tiên của ông là ông đã tháo gỡ tất cả những cái lệnh cấm du lịch vì con siêu vi khuẩn Vũ Hán từ các quốc gia Âu Châu, trong đó gồm có Anh Quốc, Ireland và Brazil. Tuy nhiên thì ông vẫn giữ lệnh cấm vận đối với các quốc gia còn lại gồm có Trung Quốc và Iran. Tổng thống Trump đã từng ban hành cái luật cấm du lịch từ các quốc gia ngoại quốc vào Hoa Kỳ sau khi mà bùng nổ đại dịch vào tháng Giêng và tháng 3 thì Tổng thống Trump đã ra lệnh cấm các cái máy bay từ khu vực Âu Châu bay vào Hoa Kỳ, và trong đó thì tất cả những thành phần nào mà bước chân vào Hoa Kỳ đều phải kiểm dịch 14 ngày. Sau đó thì đến tháng 5 năm 2020 thì các cái lệnh cấm đã từng được ban với lại Brazil và một số quốc gia khác. Trung tâm phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ hôm 12 tháng Giêng đã đưa ra cái lệnh là tất cả những ai nhập cảnh vào Hoa Kỳ là phải đệ trình tấm giấy là họ phải có negative, tức là họ phải có âm tính với con siêu vi khuẩn Vũ Hán thì mới được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và tất cả các chuyến bay này phải được kiểm tra ngặt nghèo trước khi mà họ lên máy bay. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với lại ông Bộ trưởng Y tế là Alex Anza và cảm thấy rằng có cái tự tin với những báo cáo cao về các khu vực của Âu Châu, đặc biệt là Anh Quốc, Ireland và Brazil đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan CDC để thử nghiệm và cung cấp tất cả những kết quả thử nghiệm trước khi mà những hành khách này có thể bước chân vào Hoa Kỳ. Và cuộc hợp tác này cho thấy rằng là phía Anh Quốc và Ireland cũng như là Brazil đã có những cái hành động được xem là đáp ứng được cái nhu cầu của CDC. Ngược lại, các quốc gia che đậy rất nhiều những thông tin liên quan tới dịch bệnh gồm có Trung Quốc và Iran đã thất bại trong việc hợp tác với Hoa Kỳ và các giới chức y tế của Hoa Kỳ để cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng lây lan của dịch bệnh ở tại quốc gia họ. Do đó thì lệnh cấm này vẫn còn duy trì với lại Trung Quốc và Iran, và điều này có nghĩa là các viên chức của Trung Quốc cũng sẽ bị giới hạn không được bay tới Hoa Kỳ, và các viên chức của Iran khi mà tới Hoa Kỳ cũng sẽ gặp trở ngại này một khi họ đáp vào New York khi mà dự cái phiên họp của Liên Hiệp Quốc. Và ông Anza đã đưa ra cái lời cố vấn với Tổng thống Trump là giới hạn một số những quốc gia khác trong khu vực của Âu Châu, và điều này là cho thấy rằng là phía CDC đã làm việc rất cẩn thận một ngày trước khi mà Tổng thống Trump rời khỏi nhiệm vụ của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, và bên cạnh đó Tổng thống Trump cũng đã ký thêm một cái sắc lệnh mới, trong đó bảo vệ cho người dân không biệt phân biệt đối xử đối với tất cả các cái thủ tục hành chính. Tổng thống Trump đã đưa ra một cái sắc lệnh vào ngày thứ Hai, trong đó bảo vệ cho tất cả người dân Hoa Kỳ sẽ không bị phân biệt đối xử trong các cái thủ tục hành chính. Lệnh này sẽ có hậu quả nếu như ai vi phạm thì sẽ bị truy tố, và sẽ đòi hỏi các cơ quan chính quyền phải minh bạch hơn trong tất cả các quy tắc của họ, và đặc biệt là các cái hành động mà gọi là trừng phạt về tội phạm đối với việc mà vi phạm vào các quy tắc của chính quyền liên bang và lẫn các chính quyền tiểu bang. Việc này là phải có một sự công bằng, chính các cái tội phạm của liên bang cần phải rõ ràng khi viết xuống, và các người dân Hoa Kỳ phải hiểu được là nếu như mà họ bị đối xử phân biệt thì họ sẽ bị truy tố. Biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump chỉ còn một ngày sau khi mà ông rời khỏi nhiệm vụ, và một số tiểu bang đã có những cái áp dụng phân biệt đối xử đối với những người từng bị phạm tội và có những cái hành động rất tiêu cực đối với họ. Và lệnh này tôi bảo vệ cho tất cả những người dân ở Hoa Kỳ sẽ được đối xử công bằng khi họ tiếp cận với tất cả những viên chức của chính quyền liên bang. Lệnh này đồng thời cũng sẽ áp dụng cho tất cả các tiểu bang và sẽ được gửi đến Bộ Tư pháp của các tiểu bang để điều chỉnh các quy tắc và các cái giấy tờ hành chính cần phải rõ ràng minh bạch và không có một cái sự phân biệt đối xử đối với những người dân Hoa Kỳ dù người đó có phạm tội hay không và đã từng trả án tù. Lệnh này được diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đang có cái cuộc chuyển giao quyền lực vào ngày mai, ngày 20 Tây, và trong đó ông muốn chắc chắn rằng người dân sẽ được bảo vệ một cách chặt chẽ hơn và đơn giản hơn các cái thủ tục của chính phủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay. Trong khi đó, thì lãnh đạo của cơ quan xuất nhập cảnh của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo ông Joe Biden là phải có thái độ cứng rắn hơn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. lãnh đạo của cái ngân hàng xuất nhập cảng của Hoa Kỳ, gọi tắt là Exim, tức là EXIM, hôm thứ Hai đã lên tiếng thúc giục ông Joe Biden là phải có một cái thái độ cứng rắn hơn đối với việc mà Trung Quốc đã hỗ trợ cho những công ty để xuất cảng vào Hoa Kỳ, gây ra sự cạnh tranh bất công và có thể sẽ khiến cho các công ty của Hoa Kỳ bị thiệt hại. Chủ tịch là Kimberly Reed, một nhân vật chính trị được bổ nhiệm trước khi rời khỏi cái công việc của bà vào ngày 20 ngày mai, sau 20 tháng ở tại văn phòng, đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng bà rất tự tin là ngân hàng của bà đã là tuân thủ đầy đủ tất cả những cái chính sách cần thiết mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra, đặc biệt là việc bảo đảm sự cạnh tranh công bằng cho các công ty của Hoa Kỳ trước cái trò gọi là hỗ trợ và tài trợ cho những công ty do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ cho những công ty của Trung Quốc. Và trong đó thì căn cứ trên một cái đạo luật năm 2015 gọi là cái việc mà gọi là cạnh tranh công bằng, thì cái ngân hàng Export và Import, tức là ngân hàng về xuất nhập cảng của Hoa Kỳ, đã làm việc rất nhiều với những công ty của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho các công ty này, bao gồm công ty Boeing, General Electric và Caterpillar. Đây là ba công ty được xem là làm việc với ngân hàng xuất nhập cảng một cách rất cẩn thận. Và điều này cho thấy rằng là trong 4 năm qua thì chính quyền Tổng thống Trump đã có những chính sách cứng rắn đối với lại các cái đối thủ của Trung Quốc, đặc biệt là những cái công ty của Trung Quốc cạnh tranh với công ty của Hoa Kỳ, nhưng lại được sự hỗ trợ tài chính bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cuối năm 2019 thì Exim đã có một cái cứu lại được một cái tái lập lại một cái chương trình mà được xem là kéo dài 87 năm, trong đó thì sẽ có một cái dự luật được ủng hộ mạnh mẽ bởi lưỡng đảng, trong đó là siết chặt tất cả các cái quy tắc mà trong đó kiểm tra chặt chẽ tất cả những công ty xuất nhập cảng của Trung Quốc xuất cảng qua Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các cái sản phẩm về sản phẩm trí tuệ, các sản phẩm về sinh học, các cái hệ thống gọi là điện thoại không dây, tức là những cái wireless communication equipment, bao gồm luôn cả mạng lưới 5G và các loại computer lượng tử, cũng như là các cái loại ống dẫn nước và các cái loại thiết bị về năng lượng, cũng như là cái ngành tài chính, kỹ thuật. Bà cho biết là những cái ngành này đã được bảo đảm bởi cái chính sách mới của Tổng thống Trump. Và trong năm 2019, theo bà cho biết thì bà đã ngân hàng xuất nhập cảng này đã tài trợ ra khoảng 4.7 tỷ Mỹ Kim cho tất cả các cái dự án, và trong đó thì bao gồm luôn cả những cái dự án về khí ga ở Mozambique, và kể cả việc mà thay thế Trung Quốc và Nga trong việc mà ngăn chặn tất cả những cái nguyên liệu nhập cảng từ phía Trung Quốc. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất, và bà lên tiếng cảnh cáo rằng Joe Biden phải cẩn thận trong tất cả những cái chính sách về xuất nhập cảng đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, bà Nancy Pelosi đã lên tiếng khiếu nại với Ngũ Giác Đài khi mà Ngũ Giác Đài bắt đầu cho bổ nhiệm một nhân vật được xem là tổng cố vấn của cơ quan NSA. Chủ tịch của Hạ viện là bà Nancy Pelosi ngày hôm qua 18 tây đã có một lá thư gửi cho quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đòi hỏi là ông phải ngưng lại việc thuê mướn một nhân vật của Đảng Cộng Hòa là Michael Ellis trong vai trò là luật sư của NSA. Tôi yêu cầu quý vị phải cung cấp đầy đủ và ngưng lại ngay việc bổ nhiệm ông Michael Ellis vào cái cương vị là tổng cố vấn của cơ quan NSA, bà Pelosi đã viết trong lá thư. Và bà cho rằng là ông Ellis thời gian gần đây đã có nhiều tranh cãi về chính trị, và bà yêu cầu phía của Bộ Ngũ Giác Đài phải cung cấp đầy đủ cái tiến trình mà thuê mướn ông Ellis, và cho rằng ông Ellis đã có những cái vấn đề và không được đủ điều kiện để trở thành vị tổng cố vấn của cơ quan NSA. Đây là một cái phản đối khá mạnh của bà Nancy Pelosi đối với việc Ngũ Giác Đài đang phân phối tất cả những công việc của những nhân viên nằm trong Ngũ Giác Đài. Cơ quan NSA, tức là National Security Agency, cho các cơ quan truyền thông biết ngày 17 tây là sẽ tìm cách đưa ông Ellis thay thế những vị trí mà đã bỏ trống tại đây. Ông Ellis đã nhận được cái công việc này vào ngày hôm qua theo tường trình của phát ngôn viên của cơ quan NSA, và NSA sẽ tiếp tục là công việc này với ông. Đây là một cái hành động được xem là có thể lạm quyền của bà Nancy Pelosi, bởi vì trong cương vị của một chủ tịch quốc hội, bà không thể xen vào công việc của hành pháp, và muốn gì bà phải nói với vị tổng thống đương nhiệm và là tổng tư lệnh của quân đội. Bà không thể viết thư trực tiếp cho quyền bộ trưởng của quân đội, của bên phía quân đội. Đây là một trong những hành động được xem là lo ngại của bà Nancy Pelosi khi mà ông Ellis trở thành cố vấn, luật sư cố vấn đặc biệt của cơ quan NSA. Phía Ngũ Giác Đài vẫn là chưa có một lá thư đáp trả lại cho bà Nancy Pelosi. Tuy nhiên, theo cái lời của phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết, họ sẽ giữ nguyên cái quyết định này bất chấp sự phản đối và đặt câu hỏi của bà Nancy Pelosi. Và họ nói rằng nếu như bà Nancy Pelosi muốn hiểu tất cả mọi vấn đề, bà ta phải trình lên Thượng viện để Thượng viện chuyển hồ sơ xuống. Bởi vì Ngũ Giác Đài chỉ chịu trách nhiệm trực tiếp với lại phía của Thượng viện của Hoa Kỳ. Trong đó thì Thượng viện là nơi bổ nhiệm vì các cái vị trí trong Ngũ Giác Đài. Do đó họ chỉ chịu trách nhiệm với Thượng viện, và Chủ tịch của Hạ viện thì không có thẩm quyền để đặt câu hỏi về việc mà phân công tác của các nhân viên trong Ngũ Giác Đài và các viên chức trong Ngũ Giác Đài. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới Nancy Pelosi. Bên cạnh đó thì thượng nghị sĩ George Hawley, mặc dù đã bị một cái cơ quan, một cái công ty phát hành sách cánh tả hủy bỏ việc ra mắt sách của ông cũng đã chọn được một công ty khác được xem là có thể phát hành cuốn sách của ông, nói về cái tình trạng chuyên chế của tất cả các cái công ty Big Tech. Thượng nghị sĩ George Hawley, người mà trước đây đã bị Simon & Schuster ngưng lại việc phát hành sách của ông do vấn đề mà ông phản đối cái kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên thì đã có một cái công ty phát hành sách khác thuộc nhóm bảo thủ đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ cho phát hành sách của ông George Hawley. Công ty này có tên gọi là Regnery, và Regnery cho biết rằng là họ sẽ phát hành cuốn sách của ông có cái tên là The Tyranny of Big Tech, tức là sự chuyên chế của các công ty Big Tech. Regnery rất là hân hạnh đứng bên cạnh ông và cảnh báo rằng sách của ông sẽ nói về tình trạng mà kiểm duyệt của các công ty Big Tech. Chủ tịch của Regnery là có tên là Thomas Penn đã đưa ra trong một bản statement. Trước đây thì ông George Hawley vốn là thượng nghị sĩ của Missouri, và ông đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kết quả bầu cử trong ngày 6 tháng 1 và đặt vấn đề về các tiểu bang trong cái tình trạng gọi là bất bình thường trong cuộc bầu cử. Ngay sau đó thì Simon & Schuster đã ngay lập tức ngưng lại việc phát hành cuốn sách mà họ đã dự tính với ông từ trước sau khi có áp lực của một số thành phần cánh tả. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Regnery, một trong những công ty phát hành sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người phát hành sách này là thuộc bên phía bảo thủ, đã lên tiếng và bảo vệ và sẵn sàng phát hành sách cho ông. Ông George Hawley và thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas được xem là những người đã có những cái tiếng nói rất mạnh mẽ trong ngày 6 tháng 1 vừa qua trên Thượng viện của Hoa Kỳ khi mà đặt vấn đề liên quan tới cái tính chất bất bình thường của cuộc bầu cử. Và sau đó đám cánh tả, những kẻ hoạt động cánh tả đã tìm cách vận động và ngăn chặn cái hoạt động của ông. Và trước đây một tuần thì ông cũng đã phải cancel một cái buổi gây quỹ ở trong một khách sạn, bởi vì khách sạn này đã bị áp lực bởi lực lượng cánh tả hủy bỏ cái buổi gây quỹ của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và tiếp theo các cái sắc lệnh khác thì Tổng thống Trump cũng đã ký một cái sắc lệnh mới bảo vệ cho Hoa Kỳ về đối với những cái đe dọa an ninh từ các chiếc drone. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh ngày 18 tây, trong đó yêu cầu tất cả các cơ quan chính quyền liên bang sử dụng những cái drone là không thể sử dụng những cái drone của nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc. Các cái drone này còn có cái tên gọi là UAS, là một trong những cái loại mà được điều khiển mà không có người lái, đang gia tăng sử dụng trên toàn Hoa Kỳ. Và trong đó thì các lực lượng công lực của Hoa Kỳ vẫn sử dụng những cái drone để giám sát tất cả các cái gì ở dưới mặt đất. Và trong cái tính cách mà sử dụng các cái drone này, tuy nhiên thì nó sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia và nền kinh tế quốc gia của chúng ta. Tổng thống Trump đã ký trong cái sắc lệnh và cảnh báo rằng tất cả các cơ quan công lực và các cơ quan công chính quyền liên bang cần phải có một cái báo cáo rõ ràng một khi mà họ sử dụng drone của ngoại quốc, đặc biệt là những drone từ Trung Quốc. Những loại drone này bao gồm luôn cả những cái thiết bị bên trong, gồm có hệ thống sensor, camera, nhu liệu, tức là software, và kể cả cái kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo. Trước đó Tổng thống Trump cho rằng là các cái người trả thuế của Hoa Kỳ không nên sử dụng cái tiền thuế của chính quyền liên bang để mua những cái drone của nước ngoài làm việc trong chính quyền liên bang, bởi vì những cái drone này đã đe dọa tới cái an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ và an ninh kinh tế của Hoa Kỳ. Đồng thời là sẽ gây khó khăn cho những cái công ty sản xuất drone tại Hoa Kỳ. Và trong đó thì lá sắc lệnh này sẽ được chuyển qua cho cơ quan an ninh của cơ quan tình báo quốc gia trong vòng 60 ngày để thực thi. Cơ quan này chính là cơ quan DNI, tức là Director of National Intelligence. Cơ quan này sẽ duyệt xét tất cả các bản báo cáo và có 180 ngày để báo cáo cho Tổng thống Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn những cái bước cần thiết để ngăn chặn những cái drone từ nước ngoài, đặc biệt là các cái drone từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và những sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump chỉ còn một ngày trước khi mà ông giao ra quyền lực. Và bước qua tình hình của Anh ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao của Anh đã lên tiếng chỉ trích một quan tòa tại Anh, hay nói đúng hơn là một công tố viên tại Anh, đã truy tố đối với những người hoạt động dân chủ của Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao của Anh là ông Dominic Raab trong ngày Chủ nhật đã chỉ trích mạnh mẽ một công tố viên cao cấp của Anh khi quyết định nhận xử trường hợp một nhóm người hoạt động dân chủ của Hồng Kông đang bị bắt giữ dưới chính quyền, dưới cái đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Queen Consort David Perry được báo cáo rằng là ông ta đã đồng ý là sẽ chịu trách nhiệm trong việc truy tố theo đạo luật của Hồng Kông nhắm vào 9 nhà hoạt động dân chủ của Hồng Kông đang bị truy tố trước đạo luật an ninh quốc gia, và hình phạt này có thể dẫn tới tình trạng gọi là án tù chung thân cho những người bị truy tố. Và việc này đã được Trung Quốc đã áp dụng cái đạo luật này vào tháng 6 năm ngoái lên lãnh thổ Hồng Kông. Và trong cái việc mà nhận điều này thì ông Raab, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh, lên tiếng nói rằng ông Perry đã có một cái hành động được xem là đi ngược lại với lại cái khuynh hướng của cộng đồng quốc tế và cái chính sách của nước Anh. Đặc biệt là ông ta đã vi phạm và phá hủy cái nền tự do của người Hồng Kông. Tôi không hiểu lý do tại sao ông ta nhận cái vụ án này và nhận truy tố vụ án này, bởi vì ông ta đang làm việc cho nước Anh hay là ông ta đang làm việc cho chính quyền độc tài tại Bắc Kinh. Lãnh đạo của đảng lao động là Banos Helen Kennedy, giám đốc của Viện Nghiên cứu về Nhân quyền, cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cái quyết định của ông Perry và cho rằng đây là một quyết định rất bệnh hoạn. Để truy tố, ông phải hiểu rằng ông đang đại diện cho ai và đứng về phía nào. Bà đã nói trong cái lời phát biểu với báo chí trong hôm Chủ nhật vừa qua. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái sai lạc trong cái hệ thống tư pháp, và khi mà chấp nhận để mà truy tố trong trường hợp này, bà Kennedy đã cho biết như trên. Và bà cũng là chủ tịch của một cái tổ chức có tên gọi là Justice, một tổ chức được xem là tranh đấu cho quyền lợi pháp lý của người dân Anh, trong đó bao gồm luôn cả những người dân Hồng Kông. Đây là một trong những cái biến cố khá lạ ở tại Anh. Một công tố viên Anh lại đi nhận lời truy tố 9 người của Hồng Kông dưới đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp dụng lên Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh và của Trung Quốc. Trong khi đó, thì các lãnh đạo Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi quốc gia là phải gia tăng mạnh mẽ cái lực lượng quân đội để ngăn chặn sự độc lập của Đài Loan. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Bắc Kinh cam kết sẽ sử dụng tất cả những khả năng về chính trị, kinh tế và kể cả quân sự để ngăn cản cái nỗ lực của Đài Loan muốn độc lập. Đó là một trong những cái điều kiện then chốt và công việc được xem là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm nay. Vương Wang Yang, một thành viên của Bộ Chính trị của Trung Quốc, được xem là một trong những hệ thống cao cấp nhất của Trung Quốc, đã nói với tất cả các viên chức đặc trách về vấn đề đối phó với Đài Loan là phải quảng bá mạnh mẽ và phải gia tăng cái việc mà thuyết phục và định hướng những người dân Đài Loan trước những tư tưởng mà họ cho là sai lạc về quyền độc lập của Đài Loan. Tuy nhiên thì ông này cho rằng là ông ta vẫn cố gắng đưa ra một cái giải pháp gọi là thống nhất trong ôn hòa với Đài Loan, hoặc là một cái chính sách mới mà từng áp dụng ở Hồng Kông, đó là One Country, Two System, một quốc gia hai thể chế. Ông này đã đưa ra trong cái lời phát biểu trong cái phiên họp thường niên kéo dài 2 ngày của Bộ Chính trị và nói rằng việc gia tăng tất cả các cái biện pháp cần thiết để ngăn chặn cái việc độc lập của Đài Loan là chuyện ưu tiên hàng đầu của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một trong những cái biện pháp khá mạnh mà Bắc Kinh đã đưa ra để có thể ngăn chặn cái ý tưởng độc lập mà bà Thái Anh Văn kể từ khi đắc cử năm 2016 đã tuyên bố. Trong thời gian gần đây thì phía Hoa Kỳ đã tháo gỡ rất nhiều những cái giới hạn với Đài Loan, đặc biệt là về những giới hạn về ngoại giao, trong đó cho phép viên chức ngoại giao đôi bên có thể tiếp xúc làm việc trong tính cách giữa hai quốc gia, một điều có thể gây nổi giận cho Bắc Kinh. Và phía Bắc Kinh thì vẫn tuyên bố rằng Nếu như Đài Loan tuyên bố độc lập, họ sẽ dùng đủ mọi cách, bao gồm luôn cả biện pháp quân sự, để đánh chiếm đảo quốc Đài Loan. Và trong tháng qua, tổng cộng đã có 14 lần các chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, đe dọa trực tiếp tới đảo quốc này. Bà Thái Anh Văn vẫn tuyên bố rằng Đài Loan là một quốc gia dân chủ, độc lập, có chủ quyền và không dính dáng gì tới Trung Quốc. Và hiện nay bà vẫn đang tiếp tục vận động sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế về tính chất độc lập của đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Trung Quốc và Đài Loan. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Đài Loan đã cho một cuộc tập trận mới mà trong đó sử dụng các loại trực thăng không người lái lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận. Lực lượng lục quân của Đài Loan, lữ đoàn có tên gọi là 584, đã có một cuộc tập trận ngày hôm nay thứ Ba. Và trong đó họ bắt đầu cho trình làng loại trực thăng không người lái và trong cái kịch bản chống lại cuộc tấn công của Trung Quốc. Và kịch bản này là Trung Quốc sẽ tấn công vào cái phi trường quốc tế Đào Nguyên trong ngày New Year. Đó là một cái kịch bản dự phòng. Và trong đó thì họ sẽ tấn công và cái vị trí phòng thủ sẽ nằm ở cái khu vực gọi là Hukou Township. Và cuộc tập trận này là cái việc mà gia tăng cái khả năng chống lại cái sự tấn công của Trung Quốc, sử dụng tất cả những cái hệ thống giám sát không người lái và kể cả cái hệ thống khả năng phòng thủ của Đài Loan và mà lực quân của Đài Loan có được. Trong đó thì họ sẽ sử dụng tất cả các cái phương tiện cần thiết, bao gồm luôn cả các cái thiết giáp, các cái cuộc không tập với sự phối hợp của không quân, và đồng thời mở các cuộc tấn công dưới mặt đất để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc nếu có. Và kịch bản này đã được thực tập trong ngày hôm nay và ngày mai tại Đài Loan. Và trong đó thì Đài Loan lần đầu tiên cho trình làng loại trực thăng không người lái có khả năng tấn công và có khả năng giám sát tất cả những cái hoạt động của kẻ địch hoặc là mục tiêu từ xa. Theo tường trình cho biết thì chỉ huy của lữ đoàn 584 đã cùng tham gia với lực lượng lục quân và với cái các cái vũ khí có thể bắn lên tới 3.000 m, tức là 3 cây số, và trong đó họ thực hiện rất nhiều những cái kịch bản để đối phó với việc mà Trung Quốc đang đánh chiếm phi trường quốc tế Đào Nguyên. Và việc đánh chiếm lại phi trường này sẽ diễn ra kịch bản được xem là huy động tất cả các lực lượng không quân, lục quân và kể cả thủy quân lục chiến của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Và cuối cùng, đó là bản tin liên quan tới tình hình Trung Quốc. Giữa lúc mà đại dịch đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã bị phong tỏa, thì tình trạng gần Tết, giá cả thực phẩm của Trung Quốc được xem là skyrocket, tức là lên tới rất là cao trong lúc mà Trung Quốc đang bị thiếu hụt trầm trọng về thực phẩm. Bản tin mới nhất cho biết là ngày 18 tháng 1 vừa qua, tức là ngày hôm qua, thì tại cái thành phố Sinh Lê ở tỉnh Hà Bắc đã loan báo các cái ngôi chợ, các cái chợ thực phẩm và kể cả tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa và người dân phải ở trong nhà và không được rời khỏi cái căn nhà của họ. Thành phố này thì có khoảng 517.000 dân. Lệnh lockdown này cũng diễn ra với một số những thành phố khác trên toàn quốc của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực Hắc Long Giang, nơi mà có cái đường biên giới với Bắc Hàn và với Nga. Thì hiện nay chính cái lệnh lockdown này đã khiến cho tình trạng thiếu thực phẩm trầm trọng hơn và giá cả thực phẩm đã tăng rất cao tại Trung Quốc và có thể là tăng cao hơn. Với cái bản báo cáo mới nhất của một cư dân ở tại tỉnh Hà Bắc cho biết, hiện nay chi phí cho một bữa ăn trong nhà và cho một cặp vợ chồng 2 người là lên tới 120 nhân dân tệ, tức là khoảng 18 đồng 48 Mỹ Kim. Nếu như quý vị muốn có một bữa ăn gọi là đầy đủ trong nhà, đây là số tiền khá cao đối với cái đời sống người dân tại Trung Quốc hiện nay. Và giá cả thực phẩm đã lên gần như là gấp 3 lần so với tình trạng trước đây. Và bây giờ thì tất cả gần như là các loại thịt, các loại trứng và các loại rau cải cũng đều đồng loạt tăng giá trước vài tuần trước khi có là cái Tết Nguyên Đán. Và tình trạng này phía Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp để giải quyết tình trạng giảm đi giá cả thực phẩm tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được cáo lỗi cùng khán giả ngày hôm qua. Trong chương trình tin cập nhật chỉ còn có 2-3 phút nữa là chấm dứt bản tin, thì bất ngờ bên network của Phong, tức là hãng Spectrum, họ đổi network khiến cho cái livestream bị đứt ngang. và không đọc được những comment của quý vị cũng như không tiếp tục được cái chương trình livestream tin cập nhật vào tối ngày hôm qua. Cáo lỗi cùng quý vị, mặc dù họ có lại trong vòng 5 phút sau đó, nhưng mà lúc đó đã quá trễ rồi và Phong cũng đã chấm dứt chương trình. Do đó cáo lỗi cùng tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì tối ngày hôm qua lúc 8:30 thì cái chương trình channel của Phượng Mai Official đã trở lại cùng tất cả mọi người. Hy vọng rằng tất cả khán giả sẽ vào trong cái Phượng Mai Official Channel để thưởng thức lại chương trình nghệ thuật kim cổ ngày hôm qua đã xuất hiện trở lại. Mong rằng quý vị tiếp tục xem để ủng hộ cho Phượng Mai và có những cái chương trình giải trí nhẹ nhàng. Sau khi mà chúng ta có những bản tin thời sự khá nhức đầu trong mỗi một ngày thì mong rằng tất cả quý vị sẽ qua channel của Phượng Mai. Một lần nữa Phong Nha mở lại, quý vị vào trong cái YouTube, quý vị đánh chữ Phượng Mai Official thì nó sẽ ra cái logo này, và bấm vào cái logo này thì nó sẽ có toàn bộ tất cả những cái chương trình văn nghệ mà do Phượng Mai và một số anh chị em nghệ sĩ đã thực hiện, và nó quay trở lại sau 2 tuần bị ngưng động bởi vì cái lệnh của CD, tức là thành phố yêu cầu là ngưng lại các hoạt động giữa lúc mà cái dịch bệnh nó đang lây lan khá nhiều ở tại California. Do đó thì bây giờ mới chính thức trở lại. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Ok, cho phép Phong đi ngược lại từ ở trên xuống đi. Tại vì thông thường đọc mà có nhiều người khiếu nại là không đọc từ dưới lên. Có người khiếu nại là anh Phong phải đọc từ trên xuống. Tụi tôi đã comment ngay từ đầu mà chưa được đọc. Thì Phong sẽ cố gắng dung hòa cái chuyện này nha. Đọc từ dưới lên hay đọc từ trên xuống thì cũng vậy thôi các bạn. Rồi tiếp tục. Tổng thống có ân xá cho mấy người và cho chính mình không anh Phong? Chưa biết, từ tối hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa nghe tin. Sau cái bản tin tối ngày hôm qua thì tôi vẫn chưa biết là tổng thống, nhưng mà chắc chắn tổng thống sẽ có ký giấy ân xá. Tại vì đây là đợt ân xá cuối cùng trước khi mà ông giao quyền lực ngày mai. Bởi vì theo hiến pháp thì tổng thống đương nhiệm và phó tổng thống phải giao ra quyền lực vào trước trưa ngày mai. Do đó thì chắc chắn sẽ có lệnh ân xá, mà tôi không biết là lúc nào thì cái lệnh ân xá được đưa ra trong Nội Nhật ngày hôm nay nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. Ông Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa. Biden sắp làm tan nát nước Mỹ. Nhìn nhóm người nhập cư tràn vào nước Mỹ thấy thật đáng sợ. Quý vị, tôi chỉ quan tâm tới cái chính sách kinh tế của ông ta như thế nào. Bởi vì người dân Mỹ bây giờ sau một năm bị đại dịch, tình trạng của người Mỹ bây giờ là thiếu hụt tài chính rất nhiều. Họ phải tạm thời nhờ vào cái đồng tiền của chính phủ tài trợ qua các cái chương trình cứu trợ về đại dịch. Nhưng mà tình trạng này sẽ không kéo lâu. Nhiều người bạn của tôi chủ các cái ngôi tiệm, họ đã thiếu tiền nhà 2-3 tháng rồi. Có người thiếu 3-4 tháng rồi. Và tình trạng mà con em của họ và cái tài chính trong gia đình cũng đã gặp nguy hiểm rồi. Cái quan trọng nhất là cái chiến lược làm sao thúc đẩy lại nền kinh tế để cho người dân quay trở lại cuộc sống bình thường sau một năm bị đại dịch. Nhưng mà vấn đề là ông ta không hề đưa ra bất cứ một cái chính sách nào ưu tiên cho người dân Mỹ. Ông ta tuyên bố rằng là khi ông ta tuyên thệ thì trong 10 công việc đầu tiên của ông ta, thứ nhất là đóng lại cái ống dầu Keystone, ống dẫn dầu Keystone là cả triệu việc làm bị mất đi. Ông ta sẽ mà hợp thức hóa cho tất cả 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Ông ta sẽ quay trở lại cái hiệp định Paris về hâm nóng toàn cầu. Rồi ông ta lại tiếp tục nói rằng là sẽ làm việc lại với chính quyền Iran trong vấn đề nguyên tử. Còn người dân Mỹ như thế nào? Bây giờ người dân Mỹ đang cần nhất là sự quay trở lại làm việc kinh tế trong tình trạng an toàn. Mặc dù đại dịch đã bùng nổ trong mấy tuần lễ này ở các tiểu bang do Đảng Dân Chủ quản trị. Nhưng mà cả một nền kinh tế Hoa Kỳ cần phải được thúc đẩy trở lại. Nếu như không thì quý vị, trong những năm tới người dân Hoa Kỳ sẽ sống như thế nào? Nhà cửa bị nhà băng kéo, việc làm không có, rồi lại phải đối đầu với tình trạng mà tăng thuế của ông ta nữa. Thì coi như người dân Mỹ làm cái gì đây? Tôi đang quan tâm là cái bài toán kinh tế của ông ta như thế nào nếu như ông ta tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua những cái hỏi những cái kia đi nha. Ok. Hello anh Phong, cho em hỏi tổng thống Trump có quyền ân xá được bao nhiêu người? Việc ân xá của tổng thống là không giới hạn. Không giới hạn. Cho tới giờ tổng thống Trump được xem là cái người ân xá ít nhất trong các đời tổng thống. Ông là người ân xá ít nhất. Nhưng mà còn cái người ân xá nhiều nhất chính là Obama. Obama đã ân xá cho khoảng 1.500 người. Trong 8 năm ông ta làm tổng thống, ông ta đã ân xá cho 1.500 người. Còn tổng thống thì hình như bây giờ mới có mấy trăm người hai ba trăm người à. Thì đây là cái ân xá của tổng thống Trump. Tuy nhiên thì về quy tắc thì không có quy định về cái số lượng người mà tổng thống ân xá, do đó nó không có giới hạn nha các bạn. Rồi tiếp tục, tôi nghĩ ngày 20 vẫn chưa có lễ nhận chức tổng thống. Anh Phong nghĩ sao? Cũng có thể lắm. Tại vì thứ nhất là cho tới giờ phút này tôi vẫn không thấy tin tức gì của Joe Biden cả. Và thứ hai là lễ nhận chức của các đời tổng thống thì tôi thấy người dân được chứng kiến rất là nhiều. Lần này tôi thấy toàn quân đội ở DC không. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Và thứ ba thì quý vị thấy được Joe Biden chơi cái trò gọi là gian manh lắm. Ông ta biết là sẽ không có người tới nhận chức, dự lễ nhận chức của ông ta. Cho nên ông ta và cái ban chiến lược của ông ta cắm cờ. Với danh nghĩa là 400.000 lá cờ biểu tượng cho 400.000 người chết vì Covid. Còn siêu vi khuẩn Vũ Hán, ông ta mượn danh nghĩa của cái đại dịch này, cắm 400.000 lá cờ ở đó để làm cái lễ nhận chức của ông ta. Thì tôi cũng không biết là ngày mai cái lễ nhận chức nó sẽ diễn ra như thế nào và ra sao thì tôi cũng không biết được. Và ngày mai trên nguyên tắc thì Tổng thống Trump là người giao quyền. Còn Joe Biden có đặt tay lên kinh thánh hay không chúng tôi chưa biết. Và sau khi đặt tay lên kinh thánh thì chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng không biết luôn. Chúng ta phải chờ tới biến cố ngày mai chúng ta mới biết được. Còn bây giờ thì những tin tức mà tôi loan cho quý vị là những cái gì nó diễn ra trong ngày hôm nay thôi nha. Ok. Rồi tiếp tục. USA không còn là thiên đường và trong tương lai sẽ là địa ngục nếu Biden lên nhận chức. Thì tôi đã nhìn thấy một cái viễn ảnh rất là đen tối của đất nước Hoa Kỳ trong 4 năm tới nếu Joe Biden nhận chức. Về đường hướng kinh tế, ông ta không có một giải pháp nào hết. Ông ta lại liên tục đưa ra những chính sách mị dân, rồi lại đòi tăng thuế những thành phần trung lưu ở Hoa Kỳ. Những chính sách này là gần như là giết hẳn những người dân Hoa Kỳ nhiều hơn. Tôi không biết là những cái chính sách này có lợi gì cho người dân Hoa Kỳ. Trong khi ông ta đòi đóng luôn cửa luôn cả ống dẫn dầu Keystone ở khu vực North Dakota và South Dakota, nơi đã tạo ra việc làm cho hàng triệu người trong mấy năm qua. Bây giờ ông ta đòi đóng cửa và ông ta còn đòi giết luôn ngành năng lượng của Hoa Kỳ. Tức là sẽ có mấy triệu người bị mất việc làm. Thì lúc đó tình hình sẽ như thế nào quý vị? Đó là cái mà tôi đang thắc mắc đấy quý vị. Ok. Rồi tiếp tục. Lướt qua. Pelosi vi phạm hiến pháp, điện thoại trực tiếp gặp tướng, sao không nghe ai kiện hay xử gì anh Phong giải thích dùm? Thì bây giờ còn mới lắm. Vẫn còn mới lắm để xử bà ta. Bây giờ mọi người đang tập trung vào cái ngày 20. Cho nên tất cả mọi việc phải chờ xem sau ngày đó như thế nào. Và lúc đó thì phía ngũ giác đài, phía quốc hội sẽ đánh giá cái hành động của bà Pelosi. Lúc đó xem bà ta có lạm quyền, vi hiến như thế nào hay không. Rồi là bên quốc hội mới quyết định. Nhưng mà có vẻ như là cũng không được cái gì hết. Bởi vì bên quốc hội mà quyết định thì phía đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số. Vẫn nắm đa số cho nên chúng ta chưa chắc quyết định được điều gì cả nha. Ok. Rồi tiếp tục. Đáng tiếc cho cộng đồng người Việt tại Mỹ không được đoàn kết như trước kia. Từ 40 năm nay cộng đồng người Việt có đoàn kết từ bao giờ? Nói tôi nghe đi. Từ 40 năm nay, kể từ khi mà có cộng đồng người Việt tại Mỹ cho tới bây giờ, lúc nào mà cộng đồng người Việt đoàn kết đây quý vị? Nó luôn bị chia rẽ. Nó luôn bị chia rẽ bởi các khuynh hướng chính trị khác nhau. Nó chưa bao giờ đoàn kết cả nha. Cho nên đừng có nói là đáng tiếc là bây giờ so với trước kia cũng không có đoàn kết nha các bạn. Rồi có thể tới ngày 20 đang chuẩn bị làm lễ nhận chức, Tổng thống Trump cho quân đội bắt Biden và đồng bọn. Thì các bạn có thể suy diễn bất cứ điều gì. Đó là quyền tự do ngôn luận của các bạn. Còn tôi thì tôi chỉ căn cứ trên những bản tin diễn ra trong ngày hôm nay. Và những gì diễn biến thì chúng ta chưa có dám đoán được. Tôi bây giờ thì quý vị, tôi cũng không đưa ra được cái suy đoán chủ quan của tôi cho ngày mai nữa. Bởi vì tôi không biết được chuyện gì xảy ra hết nha. Ok, chúng ta chỉ chờ xem, còn có 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là tới ngày mai rồi. Mình đưa ra cái lời tiên đoán chia cho nó mệt rồi quý vị nha. Ok. Rồi tiếp tục. Các bạn, luật sư Sidney Powell không còn nghe nhắc đến nữa. Hình như là Twitter đã block bà ta và Facebook block bà ta. Cho nên muốn gặp bà ta thì phải qua mấy cái platform khác, mà mấy bữa nay tôi cũng không có thấy bà lên tweet, bà lên trên các cái mạng xã hội, thì tôi cũng không biết là bây giờ bà như thế nào nữa các bạn nha. Rồi tiếp tục, bà Pelosi ngang nhiên vượt quyền hạn của tổng thống thật đáng sợ. Lỡ như bây giờ tôi hỏi các bạn, ngày mai what happened? Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Lỡ như Joe Biden cũng không tuyên thệ được, ông Trump phải giao quyền ra, thì lúc đó ai sẽ là người làm tổng thống lâm thời đây quý vị? Ai sẽ là người làm tổng thống lâm thời đây? Và lúc đó bà có quyền hỏi đó. Ok, tại vì lúc đó bà Pelosi sẽ là tổng thống lâm thời. Bà ta là chủ tịch của Hạ viện. Khi tổng thống và phó tổng thống giao quyền ra rồi mà tổng thống mới đương nhiệm vẫn chưa nhận được chức, thì sẽ là người nắm quyền sẽ là bà Nancy Pelosi đó. Do đó chưa biết được bà có lạm quyền hay không ngày mai đó. Chúng ta nói là không biết chuyện gì xảy ra vào ngày mai hết nha các bạn. Có thể nó sẽ xảy ra êm ấm. Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhận chức qua màn hình video, không xuất hiện ở ngay chỗ cái đài chuẩn bị sẵn cho ông ta, và sẽ thay đổi kế hoạch và ông ta vẫn tuyên thệ nhận chức ở trong cái văn phòng của ông ta thì sao? Rồi tôi cũng không biết là sau đó thì ông ta sẽ điều hành guồng máy quốc gia như thế nào. Rồi những người ông ta bổ nhiệm vào cái nội các đó làm sao xuất hiện trên Thượng viện để được Thượng viện xác nhận đây? Thì tất cả những điều đó chúng ta đều không biết. Có thể nó sẽ xảy ra tình trạng gọi là tất cả qua virtual hết, tức là qua màn hình video hết, và không có cái gì gọi là diễn ra ở ngay tại DC cả. Tất cả chỉ là khoe bắp thịt của quyền lực của đảng Dân Chủ thôi. Đại khái như vậy. Cũng có thể là kịch bản này xảy ra, và cũng có thể giống như kịch bản mà các bạn đã đưa ra, có những biến động vào ngày mai. Chúng ta không biết được ngày mai xảy ra chuyện gì cả. Chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ thì kiên nhẫn chút xíu đi các bạn nha. Rồi tiếp tục, ông Joe Biden làm tổng thống, ông ta có thể giảm nhẹ được bao nhiêu cho Trung Quốc, và Joe Biden có quay lại Liên Hiệp Quốc để Hoa Kỳ liên hợp với cái Liên Hiệp Quốc ạn hại nữa không chú? Chắc chắn. Thứ nhất, ông ta sẽ giảm nhiệt tất cả những cái chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, là điều đầu tiên ông ta sẽ làm. Và thứ hai, ông ta sẽ quay trở lại gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới. Ông ta sẽ quay trở lại gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền Thế giới. Những cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc mà ông Trump đã tuyên bố rời khỏi trước đây. Và ông ta lại sẽ tăng thêm tiền cho Liên Hiệp Quốc làm việc nữa. Ông ta lấy tiền thuế của người dân Hoa Kỳ và ông ta vung vít ở bên ngoài. Để tôi đã nói quý vị, ông ta là biểu tượng của cái đám chủ nghĩa toàn cầu hóa. Nước Mỹ không phải của ông ta. Nước Mỹ chỉ là một cái bàn đạp cho ông ta thực hiện cái quyền lực toàn cầu hóa của một nhóm người xung quanh ông ta thôi. Đối với tôi là như vậy. Bởi vì làm tổng thống Mỹ mà không thấy một cái chính sách nào vì nước Mỹ cả. Đóng ống dẫn dầu, rồi đón chào tất cả những thành phần di dân bất hợp pháp qua, rồi bắt đầu đưa ra những cái chính sách gọi là gần như là tôi không thấy một cái chính sách nào mà ông ta đang dành cho người Mỹ cả các bạn. Trong 10 công việc đầu tiên mà ông ta tuyên bố, tôi không thấy một cái chính sách nào dành cho người Mỹ cả, mà toàn là những cái chuyện trời ơi đất hỡi đâu không à. Đó là cái chuyện mà tôi thấy được trong cái chính sách mà ông ta tuyên bố đó các bạn nha. Rồi tiếp tục, những tên nghị sĩ đảng Cộng hòa nhu nhược, tha hóa, chỉ biết lợi cho bản thân, thì chúng ta có những rhino. Chúng ta sẽ clean up trong 2 năm tới. Và chúng tôi đã thấy được cái danh sách này rồi. Và chúng tôi sẽ vận động. Trong 1 năm, 2 năm này, chúng tôi sẽ vận động là không đóng góp bất kỳ một đồng nào cho ngân quỹ của những tên dân biểu Cộng hòa này. Thứ hai là chúng tôi sẽ viết thư cho bà Chủ tịch đảng Cộng hòa, nói rằng là chúng tôi sẽ không đồng ý nếu như đảng Cộng hòa trích ngân quỹ để hỗ trợ cho những tay này tranh cử. Rồi chúng tôi sẽ vận động lá phiếu ở đơn vị, tức là ở cái district của những tên này, để kiếm người khác thay thế họ và ủng hộ cho những người đối lập với họ ở trong đảng Cộng hòa, chứ không phải là đảng Dân Chủ nha. Tôi nói là bầu cử sơ bộ đó. Thì chúng ta có nhiều việc làm để loại trừ những cái tên gọi là nhu nhược và thích thỏa hiệp chính trị ở trong cái Quốc hội Hoa Kỳ. Và có rất nhiều những kẻ này nha các bạn. Đứng đầu là Liz Cheney, con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney. Ok. Rồi tiếp tục, mọi thứ ông Trump để lại, Biden khôn thì thực hiện theo, nếu không thì sẽ no đòn với người Mỹ. Chưa chắc. Ông ta sẽ hủy bỏ rất nhiều những chính sách của Tổng thống Trump về đối nội. Về đối ngoại tôi chưa biết ông ta sẽ giảm tới mức độ nào. Nhưng mà về đối nội tôi chắc chắn là ông ta sẽ lật đổ tất cả những di sản của Tổng thống Trump. Trong đó, ông Trump đã siết chặt các cái luật di trú để kiểm soát lại. Thì Joe Biden sẽ xả ra. Rồi ông Trump giảm thuế cho tất cả những người làm thương mại xuống 21%. Thì bây giờ Joe Biden đang dự tính tăng lên 28%. Rồi Tổng thống Trump đã ký xác lệnh là đã thúc đẩy quốc hội để mà tăng cái ngân sách cho quốc phòng lên tới 740 tỷ Mỹ Kim. Con số được xem là kỷ lục. Thì tới thời Joe Biden sẽ giảm ngân sách quốc phòng xuống. Đó là những cái chuyện mà Joe Biden sẽ lật đổ cái di sản của Tổng thống Trump trong chính sách đối nội nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow. Biden dự tính xóa hết những di sản của ông Trump để lại để người dân bất mãn thì lá phiếu người dân có thể trút phế Biden không chú. Muốn dùng lá phiếu thì phải 4 năm nữa. Còn bây giờ khó có thể, khi mà Joe Biden đã tuyên thệ rồi, thì khó có thể trút phế ông ta bằng những cái cuộc đàn hạch lắm. Tại đàn hạch phải đưa từ Hạ viện lên, nơi xử là Thượng viện. Bây giờ Hạ viện, đảng Dân Chủ kiểm soát. Thượng viện, về quy tắc là 50-50. Nhưng mà họ có thêm một lá phiếu của Phó Tổng thống, họ 51-50 rồi. Là Thượng viện họ cũng kiểm soát đa số luôn. Vậy thì các bạn làm sao trút phế được hay là đàn hạch được Joe Biden đây? Ngay cả bà Tyler Green, là bà dân biểu ở tiểu bang Georgia, bà đã chuẩn bị sẵn cái tập hồ sơ đàn hạch Joe Biden trong ngày 21 rồi đó. Nhưng mà liệu nó có qua được cái cửa Hạ viện hay không? Đó là một chuyện khác. Ok. Nó có qua được cái cửa Hạ viện hay không? Tôi không nghĩ nó qua được cái cửa Hạ viện nha các bạn. Rồi tiếp tục. Hôm nay Thượng viện họp về vấn đề gì vậy anh Phong? Hôm nay Thượng viện sẽ họp về vấn đề bổ nhiệm của Joe Biden. Những nhân vật nào Joe Biden sẽ bổ nhiệm trong cái nội các của ông ta nha. Ok. Rồi tiếp tục. Lướt ra qua đi nha. Theo chú Phong thì đảng Cộng Hòa 4 năm sau đủ năng lực để chạy đua vào ghế tổng thống. Con thấy có 3 ông là Ted Cruz, George Hawley và Mike Pompeo. Ted Cruz thì tôi không biết. George Hawley có lẽ ông ta sẽ không tranh cử chức tổng thống. Ted Cruz trước đây đã từng có ra tranh với tổng thống Trump nhưng mà thất bại. Còn Mike Pompeo tôi cũng không biết. Nhưng mà ở bên đảng Cộng Hòa hiện nay có một số những ngôi sao sáng lắm. Mike Pompeo, rồi bà Nikki Haley hay là ông Ted Cruz. Thì còn nhiều lắm. Đảng Cộng Hòa có nhiều ngôi sao được sáng lắm trong năm 2024. Nhưng mà tôi chưa biết được là ai sẽ là ra. Nhưng mà có điều là trong 4 năm này, thì phải có muốn ra thì phải gọi là dọn sạch sẽ trong nhà trước. Tức là phải dẹp tất cả những cái tên dân biểu mà đi hai hàng trước. Ở trong đảng Cộng Hòa trước. Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ tới cái ghế tổng thống sau nha các bạn. Rồi tiếp tục. Bầu cử Mỹ xong đã chia ranh giới trắng tà rõ ràng. Tôi cũng thấy đó là một điều tốt. Trắng đen rõ ràng. Ai đứng về phía nào thì đứng về phía đó. Để khỏi có vùng màu xám nữa. Xưa nay cái vùng màu xám nó làm cho cái nước Mỹ trở nên suy yếu và phức tạp. Bây giờ rõ ràng trắng là trắng, đen là đen. Tôi thích như vậy. Tôi thích phân biệt rõ ràng hơn. Và cũng giống như quý vị, trong lúc mà trước khi có cuộc bầu cử và trước khi ông Trump lên, chúng ta có nhiều bạn bè lắm, cỡ nào cũng vui chơi hết. Nhưng mà sau 4 năm rồi thì các bạn thấy cái sự khác biệt giữa quý vị và các bạn bè quý vị. Khi mà có những bạn bè ủng hộ cho Joe Biden, lúc đó thì cái lập trường nó rõ ràng ra. Thì lúc đó các bạn mới nhìn, quý vị mới nhìn được ai là bạn bè của mình. Ai chỉ là bè thôi chứ không phải là bạn. Thì ít nhất quý vị cũng nhìn rõ mà. Trắng đen. Nhờ cái 4 năm điều hành đất nước của ông Trump và cái chính sách của ông đã cho chúng ta thấy được những kẻ được xem là chuyên môn lật qua lật lại hai hàng. Thì lúc đó tránh xa những kẻ này tốt. Chứ đợi mai mốt có chuyện là mới tránh xa thì uổng lắm. Với lại trễ lắm. Chẳng thà biết từ bây giờ sớm tốt quý vị nha. Ok. Rồi tiếp tục. Tối hôm qua tự nhiên tắt ngang vậy anh Phong, chờ hoài không thấy phát thêm. Thì tôi nói các vị là tối hôm qua đang phát giữa chừng còn có 1-2 phút nữa là tôi chấm dứt cái bản tin rồi. Thì bất ngờ cái hãng Spectrum họ đổi network hay sau đó, cái internet nó bị cắt ngang luôn. Cho nên là mới mãi tới 5-7 phút sau mới có lại internet. Mà lúc đó thì trễ rồi cho nên thôi đành ngưng luôn nha. Cáo lỗi cùng tất cả mọi người. Rồi tiếp tục bước qua những cái phần khác nha. Ok. Quyền lợi của đám Cộng hòa phản phế đu hai hàng thì đảng Cộng hòa sẽ bị xóa sổ. Tôi nói kỳ này á là nó có một cái bức tranh rõ ràng. Và những cử tri của đảng Cộng hòa họ cũng đã rõ ràng. Họ nhìn thấy được những ai là rhino, những ai là những kẻ gọi là đi hai hàng. Thì chúng ta có thể loại trừ họ ra được. Nhất là những cái quý vị nào cử tri gốc Việt ở những cái tiểu bang mà có những gọi là thành viên đảng Cộng hòa dân chủ dân biểu đó, thì quý vị có thể chọn cái người đối thủ của họ ngay trong đảng. Ok, trong năm 2022 lẹ lắm, bây giờ tháng Giêng năm 2021 rồi, tới tháng Giêng năm sau là bắt đầu khởi động cho chiến dịch tranh cử rồi. Bởi vì từ tháng Giêng cho tới tháng 6 năm sau là bầu cử sơ bộ, tức là gọi là primary election, lúc đó là bầu cử trong đảng, thì chúng ta có thể làm việc được rồi. Rồi đến tháng 11 thì mới bước ra tổng tuyển cử, tức là đối đầu với đảng Dân Chủ. Thì từ tháng 1 tới tháng 6 tùy theo tiểu bang thì chúng ta đã bắt đầu vận động được rồi. Những ai mà quý vị ghi nhận trong đợt này là những rhino thì chúng ta bắt đầu làm việc trong kỳ tới. Tôi chắc chắn rằng là sẽ có nhiều cái hay lắm, và lúc đó tôi tin rằng những cử tri gốc Việt và những cử tri của Mỹ họ nhìn ra được, họ sẽ đặt vấn đề và chúng ta sẽ nhắc lại tên của họ ở trên các cái diễn đàn để đừng ai quên ngày 6 tây tháng 1. Ngày 6 tây tháng 1 là những kẻ đã có cái hành động phản phé, và trong cái ngày vừa rồi những tên nào đã can dự vào trong cái việc đòi impeachment tổng thống Trump. Chúng ta sẽ không quên họ nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Bà Pelosi phạm từ luật này tới luật khác, không làm gì được bà. Càng lúc càng lộng hành. Thật sự cái mà chúng ta nhận định là bà ta có thể vi hiến. Tôi dùng chữ có thể vi hiến, tức là bà ta vi phạm hiến pháp thôi. Và cái này phải coi vào cái việc mà gọi là nhận định của Quốc hội và của tối cao pháp viện. Chúng ta chỉ có thể nhìn theo cái nhìn này. Tại vì trên nguyên tắc là bên lập pháp không thể xen vào công việc của hành pháp. Họ có thể giám sát công việc của hành pháp, nhưng họ không được phép xen vào công việc của hành pháp. Mà Bộ Quốc phòng là thuộc về công việc của hành pháp. Do đó, cái hành động bà ta gọi điện thoại và viết lá thư cho ông Chris Mueller là hành động mà tôi cho rằng là nó đã có thể vi phạm vào hiến pháp. Tại vì Chris Mueller là quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Ông ta chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Tổng tư lệnh quân đội, tức là Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch của Quốc hội không có quyền hạch hỏi ông ta. Chủ tịch của Hạ viện đó. Người có quyền hạch hỏi chính là chủ tịch của Thượng viện. Tại vì Thượng viện là nơi bổ nhiệm, bỏ phiếu xác nhận sự bổ nhiệm. Do đó cần thiết là bên Thượng viện chứ không phải Hạ viện. Bà Nancy Pelosi có thể vi hiến thôi. Còn cái vấn đề mà có ai đặt vấn đề bà ta vi hiến không thì chúng ta coi lại trên Quốc hội, coi ở trong Quốc hội những nhân biểu nào dám làm điều này nha các bạn. Rồi tiếp tục. Việc đổi tên hộ chiếu của Đài Loan, Trung Quốc có tận thời cơ dưới Biden yếu hèn để đánh chiếm Đài Loan không chú? Trên nguyên tắc thì Đài Loan có đổi hộ chiếu, cái passport, okay, là cái sổ thông hành đó, cái passport. Nhưng mà cái passport này á, về mặt Anh ngữ thì nó chỉ đề chữ Taiwan mà thôi, không đề chữ khác. Nhưng mà trong phần Hoa ngữ thì nó vẫn đề ở trên cái cuốn đó là Trung Hoa Dân Quốc. Thì cái chữ đó vẫn là cái tên nước của Đài Loan từ xưa tới nay. Cho tới khi nào mà Đài Loan bỏ luôn cái chữ Trung Hoa Dân Quốc này thì tôi nghĩ mới là vấn đề. Còn bây giờ vẫn còn cái chữ tiếng Hoa ở trên đó là Trung Hoa Dân Quốc. Còn cái phần tiếng Anh á, thì nó mới đề chữ Taiwan only, tức là Taiwan passport nha các bạn. Do đó chưa biết được Trung Quốc sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay Bộ Chính trị của Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng việc mà ngăn chặn đảo quốc Đài Loan tuyên bố độc lập và đang vận động độc lập là cái điều ưu tiên hàng đầu của Bộ Chính trị Cộng sản Trung Quốc nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua những cái mà viết không có ra, các bạn cố gắng viết có dấu để tôi đọc được nha. Chứ viết không dấu tôi vừa đọc vừa đoán, nhiều khi đọc sai đó quý vị. Rồi tiếp tục, tối cao pháp viện cũng phê dân chủ, xử lý gì xử bà Pelosi? Sao các bạn biết tối cao pháp viện là phê dân chủ? Làm sao các bạn khẳng định điều này? Cho tới giờ phút này theo tôi biết, trong tổng cộng 9 người của tối cao pháp viện, 5 người thuộc phái bảo thủ. Đáng lý là 6, nhưng mà ông John Roberts trong mấy năm nay ông ta đã ngã qua cánh của cấp tiến rồi. Thì còn lại 5 người của cánh bảo thủ. Và trong 5 người này, 3 người do Tổng thống Trump bổ nhiệm. Đều là cánh bảo thủ hết. Ở đâu ra bạn nói là phe dân chủ vậy? Ok. Cho tôi biết đi nha. Ok. Rồi tiếp tục. Cổ phiếu của Big Tech còn xuống không anh? Lên Google đánh. Muốn hỏi công ty nào lên Google đánh cái bụp là ra liền. Bây giờ hỏi tôi làm sao tôi biết được? Bây giờ thị trường cũng đang mở lên xuống làm sao biết được? Nha. Ok. Bây giờ cứ vào trong Google. Muốn biết cổ phiếu công ty nào đánh cái chữ đó cộng thêm chữ stock là ra thôi. Cần chỉ phải hỏi tôi. Nha. Ok. Rồi tiếp tục. Trần Nhật Phong forgot people who support Biden and Democrat or something. We lose this year talk. We got so many people support President Trump. How we ever win again? Cheating are ignored. Thì tôi đã nói quý vị đang lầm lẫn giữa một cuộc tổng tuyển cử và cuộc bầu cử sơ bộ. Tôi đang nói cuộc bầu cử sơ bộ ở trong đảng trước là mình phải loại trừ những rhino này ra. Còn việc đánh trận vào lúc tháng 11, lúc đó chưa ai biết được. Là tổng tuyển cử đó, thì chưa ai biết được tháng 11 của năm 2022. Còn bây giờ tôi đang nói là bầu cử sơ bộ trong đảng. Sơ bộ trong đảng chúng ta có thể loại trừ được những kẻ này rồi. Nếu như họ thua. Nếu như họ thua. Thì cái đó là bầu cử sơ bộ mà. Ví dụ như một cái chức thị trưởng. Bây giờ có 2 ông Cộng Hòa ra. Thì chúng ta sẽ lựa những ông Cộng Hòa nào không phải thuộc dạng Rhino. Để chúng ta bỏ phiếu để đánh gục ông thị trưởng kia. Hay là ông dân biểu này. Trong lúc mà bầu cử ở sơ bộ ở đơn vị của ổng. Thì mình lại có một cái người khác của Cộng Hòa ra. Thì mình ủng hộ cho người đối lập của ông ta. Để đẩy ông ta ra khỏi cái chức vị đó đã. Rồi tới tháng 11. Lúc đó chúng ta mới tính sổ sau. Nha, ok. Phải hợp phân biệt rõ giữa cái primary election và cái general election nha các bạn. Ok. Rồi. Wow. Cái gì đây? Đảng nào cũng không bằng đảng đầm lầy được. Chúng ta biết. Nhưng làm sao clean up? Đó là nỗ lực. Nỗ lực của tất cả mọi người. Không có nghĩa thất bại lần này là thất bại toàn bộ. Ok. Ai muốn buông súng, ai muốn bỏ cuộc chơi cứ diệt bỏ. Còn ai ở lại tiếp tục thì tiếp tục. Đây là cuộc chơi, đây là một cái cuộc chơi chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia. Gọi là cuộc chơi thì không đúng, mà là một cái cuộc gọi là một cái cuộc chiến thì đúng hơn. Một cái cuộc chiến chấn chỉnh lại. Ai muốn buông súng chạy trước thì buông đi. Ok, chán nản cứ việc buông không sao cả. Còn những người muốn ở lại tiếp tục tranh đấu thì lại tiếp tục tranh đấu, bất kể rằng có nhiều khó khăn ở phía trước, từ những cái trò bất bình thường của bầu cử cho tới cái việc mà đảng Dân Chủ đang nắm đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện. Đó là những thách thức. Nhưng mà họ nắm được bao lâu? Lãng vạn năm 2022 họ mất Hạ viện bây giờ. Rồi 2024 chưa chắc họ giữ được Thượng viện nữa. Lúc đó chúng ta sẽ comeback. Ok. Bây giờ còn bây giờ ai muốn bỏ cuộc cứ việc bỏ cuộc. Còn những người ở lại tiếp tục tranh đấu. Ok. Thì tùy theo chọn lựa của mọi người nha các bạn. Rồi tiếp tục. Biden làm tổng thống nước Mỹ. Người dân nước Mỹ sống còn tệ hơn Trung Quốc và Việt Nam. Thật sự các bạn, cho tới giờ phút này tôi đã nói với quý vị, tôi chưa thấy một cái chính sách nào ông ta đang áp dụng cho người dân Mỹ. Tất cả những gì ông ta đưa ra đều là những cái gọi là mị dân. Mị dân là mị những kẻ gọi là bất hợp pháp. Và đồng thời là ông ta đưa ra những cái gì mà toàn liên can tới nước ngoài, rồi còn đóng cửa luôn cả hãng các cái ống dẫn dầu nữa. Thì tôi không biết là ông ta đang làm việc cho nước Mỹ hay là ông ta đang làm việc cho cái globalism của ông ta, tức là cái chế độ toàn cầu hóa của ông ta nha. Ok. Rồi Phong ơi, theo mình thấy 4 năm nữa đảng Dân Chủ sẽ thắng vì nó sẽ hoàn thiện cách gian lận nếu bị thua phiếu bầu. Thì do chúng ta tranh đấu. Do chúng ta tranh đấu và đặt vấn đề. Và sẽ có những cái vụ kiện về vấn đề ban hành những cái luật lệ đó. Nó vi hiến hay không? Lúc đó sẽ được xét xử một cách công bằng. Ví dụ, tôi biết chắc chắn năm nay Pennsylvania sẽ hủy bỏ cái đạo luật mà 747. Bởi vì nó đã vi hiến rồi. Theo tôi biết là như vậy. Thì những cái đạo luật nào mà các tiểu bang ban hành vi hiến đều sẽ bị xóa bỏ. Còn nhiều cửa để chúng ta làm việc. Còn nhiều cách để chúng ta làm việc. Còn có lá phiếu của người dân. còn có tối cao pháp viện để quyết định những cái luật nào là vi hiến và không vi hiến. Chúng ta phải làm việc chứ không phải ngồi đó chơi rồi cái nó ô nó đa số. Và cái thứ ba nữa là gì? Ban hành luật lệ bầu cử là thuộc về thẩm quyền của liên bang, mà thẩm quyền của liên bang thì đòi hỏi tới 2/3 túc số phiếu lần, chứ không phải là quá bán một phiếu. Đảng Dân Chủ nắm được đa số nhưng mà đâu có nắm nổi 2/3. Họ đang nắm 222 ghế ở Hạ viện, còn đảng Cộng Hòa nắm 210 ghế, còn 3 ghế trống, có 2 người chết, 1 ghế trống nữa là 435 ghế. Thì bây giờ họ muốn phải quá bán, họ muốn là phải qua 2/3 khối phiếu lận, muốn tu chính một cái luật lệ liên can tới bầu cử thì nó đụng tới hiến pháp, là đòi hỏi tới 2/3 phiếu lận. Rồi ở thượng viện họ 51 phiếu, bên đây 50 phiếu, làm sao họ có được 2/3 phiếu đây? Đâu phải là muốn thay đổi là dễ đâu. Những cái nào liên quan tới luật lệ thuộc quốc hội để mà nằm trong cái guồng máy quản trị thì nó ok. Nhưng mà thuộc về cái thẩm quyền của bầu cử là thẩm quyền của liên bang và thẩm quyền của hiến pháp nữa. Còn phải qua hiến pháp nữa quý vị. Không phải dễ nha. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. 29.764 người đang coi bên YouTube. Con số rất là khích lệ cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký vào buổi chiều. Và có lẽ chúng ta sẽ có những cái tin mới nhất để làm cái chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Và đừng quên là vào trong cái channel của Phượng Mai để ra giải trí nhẹ nhàng nha quý vị. Bấm vào chữ Phượng Mai Official và cái logo này để ủng hộ cho cái channel của Phượng Mai và các anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta gặp lại sau.